Có câu chuyện lúc Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài nói với Ananda rằng có thể bỏ một số giới để phù hợp với sự phát triển của thế gian, nhưng lại không nói cụ thể là giới nào không. Xin thưa là có sự kiện này, và sự kiện này được nói đến ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn.